Zone, nhiều cầu thủ Việt Nam cần được cho xuất ngoại để đạt tầm châu Á. Đó là nhận định cùng sao star của Lee Dong-jun, người đại diện huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo Lee Dong-jun, cầu thủ Việt Nam có tiềm năng ra nước ngoài thi đấu cao nhất ở Đông Nam Á nhưng rào cản đến từ các câu lạc bộ chủ quản. Dưới đây là phân tích của Lee Dong-jun, người đại diện huấn luyện viên Park Hang sau cùng sao star. Nhiều câu lạc bộ Việt Nam không cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Đầu tiên, tôi nghĩ mỗi người sẽ có góc nhìn nhận khác nhau. Với cá nhân tôi, rất nhiều cầu thủ Việt Nam có tiềm năng ra nước ngoài thi đấu. Tôi đánh giá trên cả thị trường Đông Nam Á nói chung, cầu thủ Việt Nam có tiềm năng cao nhất so với Indonesia hay Malaysia. Vấn đề là nhiều câu lạc bộ Việt Nam không dễ dàng cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Tôi có thể so sánh với Hàn Quốc chẳng hạn. Ví dụ cầu thủ có giá 1 triệu euro nhưng câu lạc bộ châu Âu trả 100 nghìn thôi, đội bóng Hàn Quốc sẵn sàng để cầu thủ sang châu Âu chơi bóng. Lý do là cầu thủ được học hỏi và phát triển. Ngược lại, các câu lạc bộ Việt Nam không làm như thế. Tôi thấy có nhiều vấn đề và thường không cho phép cầu thủ đi nước ngoài. Ví dụ trường hợp của cầu thủ Hoàng Đức. Tôi nghĩ bạn ấy hoàn toàn có thể thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc lẫn châu Âu. Vấn đề câu lạc bộ Viettel không muốn để bạn ấy đi. Lý do tại sao? Câu lạc bộ Viettel đang coi bạn ấy là trung tâm, là cầu thủ sáng giá nhất. Quan điểm cá nhân tôi và cách làm nhận thấy của bóng đá Hàn Quốc khi phát triển bóng đá là cho cả nền bóng đá một quốc gia chứ không phải cho một câu lạc bộ. Tôi nghĩ Viettel nên để Hoàng Đức ra nước ngoài chơi bóng. Tại sao? Hoàng Đức sang nước ngoài chơi bóng thì những cầu thủ trẻ ở câu lạc bộ có cơ hội phát triển. Sau đó, các cầu thủ trẻ lại có cơ hội ra nước ngoài. Mọi thứ diễn ra liên tục như vậy thì bóng đá Việt Nam mới phát triển tốt. Cầu thủ Việt Nam phải đi xa để vươn tầm châu Á. Chúng ta có thể nhìn thẳng vào đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam. Tất cả cầu thủ đều chơi bóng trong nước, nếu như thế thì họ không thể phát triển hơn nữa. Mặt bằng chung chỉ đến một giới hạn nào đấy thôi. Tôi lấy ví dụ Malaysia, họ đang có một dự án là đến năm 2030 dự World Cup. Họ làm hai điều là nhập tịch cầu thủ và xuất ngoại cầu thủ. Nhưng vấn đề của Malaysia là cầu thủ của họ chưa đủ giỏi để xuất ngoại. Trong khi đó, cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể xuất ngoại. Vậy tại sao không để cầu thủ ra nước ngoài thi đấu? Vừa qua, Việt Nam đã vô địch SEA Games và mọi người rất hạnh phúc. Tôi đánh giá giải đấu rất quan trọng nhưng ngoài SEA Games còn nhiều chơi sân chơi quan trọng hơn. Cầu thủ Việt Nam phải đi xa hơn khi SEA Games chỉ ở khu vực thôi, phải đạt đến tầm châu Á. Phải làm tốt hơn để bóng đá Việt Nam phát triển. Một ví dụ điển hình rằng, nhiều cầu thủ Hàn Quốc từng thi đấu ở châu Âu, sau đó trở về dạy cho các cầu thủ trẻ với những điều mà họ tích lũy được ở châu Âu. Mọi thứ cứ xoay vòng và văn hóa bóng đá Hàn Quốc được cải thiện, phát triển theo thời gian. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.